Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và huyện Ninh Khánh. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tam Điệp. Qua nghe báo cáo và kiểm tra trực tiếp, Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trong thời gian qua của các đơn vị. Nổi bật là công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, nắm và quản lý chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện nghiêm chỉ tiêu tuyển quân năm 2021, chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, giáo án, vật chất, mô hình học cụ huấn luyện, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai hỏa hoạn và phối hợp thành lập các khu cách ly tập trung, đảm bảo tốt việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, làm tốt công tác tuyển quân, xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm chất lượng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục quán triệt ý thức trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, không chủ quan trong phòng chống dịch, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch huấn luyện sát tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao.